Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video bằng nhau offline, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Loser Cheat. Nhận 9 token cheat nè, thì các bạn phải nhận 101 nha bạn. Thì nhận 101 thì 2, 4, 6, thì các bạn phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ mới có đủ điều kiện ai góp. Thì token này chạy trên mạng Bodyron Matrix nha bạn. Thì chương trình ai góp này còn 36 giờ nữa lại anh nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn nhập địa chỉ với Bodyron Matrix vào nè. Thì các bạn dùng địa chỉ trên ví MetaMask, các bạn có thể dùng địa chỉ ETH hoặc là BNB trên ví MetaMask của mình nha bạn. ETH trên ví MetaMask. Rồi các bạn tích hợp mạng Bodyron Matrix vào các bạn. Matrix Mainnet nè. Rồi bấm nút nhận nè. Các bạn sao chép nè. Rồi các bạn trải qua, các bạn dán vào nè các bạn. Dán này khá là ngon, các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi mình đã nhận được 10 tip. Rồi tiếp tục các bạn theo dõi Twitter nè. Twitter mình muốn theo dõi nè. Theo dõi nè, rồi các bạn bắt đếp lên nè. Rồi bạn bấm tiếp tục nè. Ok, mình đã được 30 rồi, nó cập nhật xong rồi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn retweet nè, cho retweet nè. Rồi vào đây các bạn like nè. Thích nè, chỉ dẫn như retweet, cho bạn retweet lại nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn bấm nút tiếp tục nè. Rồi tiếp tục các bạn tham gia kênh Discord thì mình tham gia sau các bạn. Tham gia kênh Telegram trước đi. Không có gì khó chứ các bạn. Rồi các bạn xôn xào các bạn. Sau khi dọn vào, các bạn bấm Mutini nè. Thì lướt cái trang nha các bạn. Để các bạn có thể chat được trong nhóm chat của nó. Rồi sau đó các bạn bấm đập lên nè. Bấm tiếp tục nè. Sau đó các bạn follow Medium nè. Trên Minimum thì các bạn theo dõi nha các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản Minimum thì đăng ký một cái tài khoản trên Minimum. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Mình dụ khá là đơn giản các bạn. Tiếp tục các bạn tham gia kênh Discord nữa nè. Để mình chuyển qua trang web máy tính các bạn. Trên Discord dự án thì bạn bấm vào chấp nhận. Discord thì bạn bấm vào một hoàn thành nè các bạn. Rồi các bạn chọn vào một đại đi. Ê, chấp nhận điều khoản này bạn, rồi bấm gửi các bạn. Rồi gì là ok, các bạn chat một câu đi bạn. Hello. Hi. Rồi các bạn gửi các bạn. Hi gửi. Rồi sau đó các bạn mới đắp lại lưng phong này nè. Đình game show này nè. Còn lại trên web bình thường nữa các bạn. Các bạn lưu ý nha bạn, các bạn phải đủ điều kiện là 100 tip này các bạn mới đủ điều kiện tham gia chương trình để góp này các bạn. Nên các bạn bấm nút chat nè. Không continue nè. Rồi mình đã được 100 mà. Tiếp tục các bạn follow Twitter cái nữa nè. Này nó kêu nãy gì ta. Tweet. Rồi các bạn nhấp vào tweet nè. Các bạn bấm đăng test nha các bạn. Rồi các bạn trở về game show nữa, bấm vào continue nữa. Rồi các bạn về cái dép mình chia sẻ cho bà và người thân nếu không có cần người ta các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 9 token cheat đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.